Chương trình giờ dạy ảo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa do Đinh Quang Thái phụ trách. Trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt Online. Kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. À, xin chào anh Thái và xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý khán giả, trong mục giờ dạy ảo lần trước thì ông Nguyễn Xuân Nghĩa có đề cập đến một vấn đề, đó là nhân vật Quan Công trong lịch sử của Trung Quốc, chính sử cũng như là giả sử. Và chương trình đó đã được một số khán giả khi xem có gửi thư vào cho tòa soạn thích thú và nói rằng nên tiếp tục đào sâu về cái đề tài này. Bởi vì lần trước thưa Nguyễn Xuân Nghĩa mới có đi vòng quanh bên ngoài thôi. Thưa Nguyễn Xuân Nghĩa, theo chỗ chúng tôi hiểu thì ít nhất là có hai nhân vật Quan Công. Một nhân vật Quan Công được mô tả rất anh hùng trong cái chuyện giả sử tuyệt tác, tức là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. Một nhân vật Quan Công ở trong chính sử của Trung Quốc thì người ta có cảm tưởng là cái nhân vật nó không lấy gì làm anh hùng lắm. Và cái điều thứ ba mà ngày hôm nay tôi muốn nêu lên với ông đó là cái phong trào mà bắt đầu dùng cái tượng Quan Công để thờ đó thì đã có từ hồi nào và ai là người chủ trương cái chuyện đó? Tôi nghĩ rằng là từng việc một đó, mình nói đầu tiên hết tất cả là cái nhân vật Quan Công ở trong trong truyện giả sử, cái tuyệt tác một trong sáu cái cuốn gọi là hay nhất của Trung Quốc đó, đó chính là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa. Thì đấy là mình phải nói đó là cái sáng tác tập thể, tức là đời này qua đời kia kể chuyện những cái sự tích về kia. Sau đó đến ông Trần Thọ, ông hiệu đính nó lại, và cái người mà tác giả mà viết lại từ đầu đến cuối rất là hay đó, đó ngòi bút rất tuyệt đó là ông La Quan Trung. Thế thì ông La Quan Trung đó, đó ông dựa trên cái quan điểm thời đó, chính trị thời đó là coi như là nhà Hán mới là chính thống. Thành ra trong ba phe gọi là Ngụy, Thục, Ngô đó, đó thì cái phe gọi là Hán Thục đó, đó là phe chính, và những nhân vật mà bên phía Hán Thục đó, đó là được nổi bật nhất. Và trong đó đó, đó thì ông ấy viết lại nhiều cái giai thoại rất là đẹp về ông Quan Công, mà trong khi đó đó, đó thực sự ra nó lại không có thực tế. Và trả lời một cái câu hỏi của anh Thái đó, đó là ai là cái người mà bày ra cái chuyện thờ Quan Công đầu tiên hết, thì tôi nghĩ rằng là đấy là ông Tào Tháo, chính Chính là Tào Tào Tháo lại Tháo. là người là Tại vì bên Đông Ngô giết Quan Công xong, sợ bên Hán Thục họ trả thù, thành ra đó đó là gửi cái xác của Quan Công mà xác không có đầu qua bên phía Bắc Ngụy, tức là phe của Tào Tháo. Thì Tào Tháo cũng biết cái đó là cái kế gọi là di thi giá họa, tức là đưa cái xác chết để gieo cái họa cho người khác. Thành ra Tào Tháo lại làm một cái lễ chôn cất rất là cẩn thận đàng hoàng nữa. Và chính Tào Tháo đó đó mới là cái người mở ra cái gọi là phong trào thờ cúng Quan Công. Sau đó đó, đó nếu như ta có thời giờ có thể rằng là nhiều đời kế tiếp làm chuyện đó. Trước hết đó, đó là đời Tống ở bên Tàu đó, đó thì coi ông ta đó đó là một ông thần hộ quốc của đất nước, bảo vệ quốc gia đó. Xong đến đời Thanh Càn Long đó, đó thì là tôn ông đó là lên hàng đế, tức là trung thành trung nghĩa vũ thần đế cơ, đại đế đó. Thế rồi nhiều tướng sĩ Mãn Thanh thời đó là còn treo hình Quan Công trên ngực làm giống như là cái thứ bùa hộ mệnh đó. Thế rồi vì cái truyền thuyết mà Quan Công ưa đốt đuốc đọc kinh Xuân Thu thì người ta lại còn đưa lên cái vua Hàm Phong nhà Thanh đó, là đưa ông Quan Công lên một hàng gọi là đại văn hào, ngang hàng với ông Khổng Tử nữa. Rồi các cái phong trào mà phản Thanh phục Minh vào đời Mãn Thanh đó, đó thì dựng lên những cái miếu thờ Quan Công. Thực sự ra đó là những cái trung tâm giao liên của cái phong trào gọi là kháng chiến chống lại nhà Mãn Thanh. Thế và cái hiện tượng đó nó rất phổ biến ở miền Nam, và cái nơi mà bây giờ người ta thờ Quan Công nhiều nhất đó là chính là Hồng Kông, và tại ở cái vùng mà gọi là Đông Nam của nước Tàu đó, thì cái ảnh hưởng đó nó lan qua Việt Nam, và Việt Nam đó thì cũng lại đi ra học được cái tụ tập như vậy. Cho tôi hỏi ông Nguyễn Xuân Nghĩa ngay là nếu mà Tào Tháo là cái người đầu tiên lập ra cái việc thờ Quan Công đó thì đó là trong chính sử hay là trong giả sử Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa? Tức là thực sự ra đó đó là trong trong gọi là trong chính sử nó cũng đã có đến cái chuyện đó rồi, tức là trong chính sử thực tế ra thì Quan Công chết vì tay Đông Ngô, và Tào Tháo đó đó là nhận cái xác chết đó, là biết cái đó là mưu của Đông Ngô để gieo họa cho mình, thành ra giải cái mưu đó bằng cái cách đó đó là
làm cái lễ rồi là chôn cất rất là trọng thể. Nhân vật Quan Công ở trong Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa được mô tả là một con người cương trực, anh hùng, giỏi võ, thẳng thắn. Còn với những người đọc chính sử đó, thì tiểu thư Nghĩa người ta lại đưa ra một cái nhận xét là nhân vật Quan Công thì cũng tầm tầm thôi chứ không có gì nổi bật lắm. Đúng, tôi nghĩ rằng là đấy là một cái nhân vật mà cũng khá tệ, nó là đằng khác. À, tức là trong thực tế của lịch sử thì vào đời Đông Hán đó có một nhân vật tên là như vậy. Không biết rằng là ông sinh năm, người ta đoán và khoảng chừng năm 1600, năm 162 ở tại tỉnh Hà Đông. À, cái ngày sinh của ông thì nó không có chính xác, nhưng mà chắc chắn thì ông chết đó là vào năm 220, khi một cái cục diện tam phân đó của nước Tàu nó vừa mới thành hình thôi. Đấy là cái nhân vật và cuối đời Đông Hán và có góp phần xây dựng lên cái tình trạng gọi là nước Tàu chia ba. Và trong thời kỳ đó tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn ở trong cái gọi là ách Bắc thuộc và cái phía Đông Ngô đó ở phía nam của nước Tàu đó. Thì chính là cái hệ thống của cai trị nước Việt Nam của chúng ta. Và người Việt Nam mình thì ai cũng thuộc chuyện Tam Quốc hết, mà không để ý rằng là cháu của Lục Tốn là cái người mà dựng mưu ra mà giết Quan Công đó, cùng với lại Lã Mông đó. Thì cháu Lục Tốn tức là Lục Trận về sau làm thứ chử sử ở Giao Châu và là cái người mà cầm quân đánh Bà Triệu, 6 tháng gọi là khởi nghĩa của Bà Triệu của mình đấy đó, và khiến cho Bà Triệu phải tư trầm mà chết vào năm 225. Thì chúng ta đều thuộc sử Tàu mà chúng ta không để ý sử ta. Và cái tên ông Quan Công, ví dụ như là tên ông là Quan Vũ nhá, tên tự tức là cái tên lịch sự đẹp đó là Vân Trường hoặc là Trường Trinh, thì là một cái người có thể là giỏi võ nhưng mà gốc gác thì tức là ông ấy có thể tính khẳng khái, nóng giận khác, và vì chuyện nóng giận nó mới giết người, nó phải đi trốn, và đi trốn vào đến cái huyện Trác ở cái tỉnh Hà Bắc. Và ở nơi đó thì ông mới gặp ông Lưu Bị và gặp một cái người sinh ở tại huyện Trác đó là ông Trương Phi. Thì ông Quan Công đó là một cái anh có thể giỏi võ. Người ta cứ kể ông cầm một cái thanh long đao mà nó nặng cỡ chừng tính đời này cỡ chừng 40 kg. Và ông Lưu Bị thì cháu, con cháu họ Xa của đời nhà Hán, nhưng mà cũng gia đình đói rách, thành ra đi ra gọi là bệnh chiếu với lại đan dép để sống qua ngày. Cái người mà khá nhất ở trong ba anh em đó là chính là Trương Phi. Tức là nói theo cái tiêu chuẩn của mấy anh cộng sản bây giờ đó, thì Trương Phi tức là một anh Trung Đông, có trang trại, có gia sản ở kia. Chính Trương Phi mới là cái người đề nghị ba anh em mình kết nghĩa với nhau và hưởng ứng cái chuyện mà gọi là lời kêu gọi dẹp loạn Khăn Vàng đó, rồi mới trở thành nổi tiếng. Như là trong ba anh em Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi mà cái tích gọi là kết nghĩa vườn đào đó, thì Trương Phi là cái người mà khá giả nhất. Bây giờ trở lại nhân vật Quan Công, theo cái sự ghi nhận của ông Nghĩa trên chính sử cũng như giả sử đó, thì những cái điểm nào của Quan Công mà ông Nghĩa cho là không được? Tôi nghĩ đầu tiên hết, trong gọi là giả sử, trong chuyện kể thì coi ông là nhất về đủ mọi mặt tất cả. Yeah. Và ông là một trong tam tuyệt của, tức là ba nhân vật gọi là kiệt xuất của chuyện Tam Quốc. Trong thực tế ra trong lịch sử đó thì nó có nhiều chi tiết sai. Đầu tiên tất cả đó là Quan Công không phải là cái người giết cái anh tướng gọi là Hoa Hùng bên phe Đồng Trang. Yeah. Tại vì Hoa Hùng đó là thực sự rất là chết lúc đó, đó là trong cái vụ mà tất cả các cái sứ quân, các cái nhóm phe nhóm đó kết hợp lại để cùng tấn công Đồng Trác đó lúc đó là Lưu Bị chưa thành hình, chưa có mặt, và Hoa Hùng đó là bị Tôn Kiên giết chứ không phải là bị Quan Công giết như là ở trong giả sử. Nhưng mà cái chuyện đó nó nhỏ, nó là chi tiết sai nhưng mà nó không đáng kể. Cái chuyện quan trọng nhất đó là cái tính kiêu mạn của ông này, cái tính háo sắc của ông này, nó ngược với lại cái chuyện có háo sắc. Quan Công có háo sắc, có háo sắc và làm hỏng cái mưu kế về ngoại giao lúc đó. Thí dụ
nói về cái chuyện háo sắc thì tự nhiên thì mình nói này có vẻ giống như là tại vì bây giờ mình đang chống tàu một cái cách cực đoan và quá khích đấy. Cái mùa thu năm 198 thì Tào Tháo và Lưu Bị hợp quân đi đánh Từ Châu để diệt trừ Lã Bố, là một cái anh tướng rất giỏi của bên phe Đổng Trác đó, và sau là anh cũng dựng nên người miền Nam đôi khi gọi là Lữ Bố đó. Ở Lữ Bố đó, thế thì Quan Công có dự cái trận bao vây này của quân Lã Bố, và lúc đó thì Lã Bố mới đưa dâng vợ của mình cho Quan Công để xin tìm cách là giải vây để cầu hòa. Thì Quan Công nhìn thấy đó, bình thường ra thì một là gạt phắt đi, hai thế này thế kia, nó không. Quan Công lại thắc mắc, có suy nghĩ, thấy nàng đẹp thật, thế rồi hỏi ý Tào Tháo. Mà khi mà Tào Tháo thấy Quan Công hỏi ý mình nhiều lần như vậy đó, thì Tào Tháo cũng lại để ý xong thì thấy cái nàng này đẹp thật. Tôi không biết cái đó là có phải là đua thuyền hay không, cái chuyện đó người ta không kể, nhưng mà trong chính sử thì nó rõ ràng cuối cùng Tào Tháo vồ luôn cái anh này, vồ luôn cái cô này của Lã Bộ, mà đương nhiên không có cái chuyện giảng hòa. Thì cái chi tiết đó cho thấy rằng là nếu mà bình thường ra đó là đang đi đánh trận các thứ, mà thời ngày xưa chúng ta cũng nên hiểu rằng là người ta cũng có thói quen khi mà bắt được phe địch đó là phụ nữ chính là chiến lợi phẩm. Cái chuyện đó về đạo đức thì người ta không có phê phán, lúc đó giống như cái quan điểm của chúng ta thời nay. Thế nhưng mà ít ra đó thì đấy không phải là một cái nhân vật mà gọi là phò nhị tẩu, tức là cam nghi phu nhân, xong rồi đốt đuốc đứng ở cửa phòng chứ không có đi vào trong đặng để không có dị nghị. Thực sự ra bố mày thì cũng hơi có cái chất mắt la mày lét. Như vậy là trong giả sử Tam Quốc Chí diễn nghĩa thì hẳn là quý khán giả cũng nhớ cái chi tiết mà là Quan Công phò nhị tẩu, tức là đã đốt đuốc ngồi đọc sách cả đêm để cho thấy rằng cái tính cương trực của mình là không thèm chạm vào cánh cửa của hai người vợ của Lưu Bị. Hai bà chị dâu đó. Nhưng mà trong chính sử thì cứ nói đến cái chi tiết mà Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mới kể, đó là cũng có gọi là mắt la mày lét với một cái người mà hầu của Lữ Bố, hay là gọi là Lã Bố, mà người hầu đó vì sau bị Tào Tháo cướp mất. Nhưng mà ngoài cái tính háo sắc như ông vừa mới đề cập, có một cái sự khác biệt giữa chính sử và giả sử, cái tính hẹp hòi sao, ông có bằng chứng nào? Tôi nghĩ nó có chuyện như vậy, tức là trong bên phe gọi là Hán Thục của Lưu Bị đấy, có ngũ hổ tướng, năm ông tướng nổi tiếng nhất. Thế thì và đứng đầu đó là người ta kể đấy là Quan Công, coi như vậy vì võ giỏi nhất. Cái thứ hai nữa lại là em kết nghĩa sát với lại Lưu Bị. Thật ra đó đã nói về tài năng của ông đó là chưa chắc đã bằng Triệu Tử Long. Triệu Tử Long là cái người giỏi võ mà còn có mưu lược nữa, và nhất là ở trong cái thế bí khi mà thất trận và tìm cách thoát hiểm đó là lúc mà phải có nhiều mưu nhất, thì Triệu Tử Long mới là cái người có đầy đường lược thoát được cái trận đó và còn cứu được A Đẩu, tức là cái trận Đương Dương Trường Bản không? Thì cái trận đó mà trong khi đó thì Quan Công vẫn tỏ vẻ kèn cửa. Một chi tiết khác nữa đó là lúc mà bên phía Lưu Bị kết hợp được Mã Siêu ở phía Bắc, tức là thuộc cái tộc Khương đó, thì Quan Công gửi thư qua cho Lưu Bị, không, cho Khổng Minh, hỏi xem Mã Siêu với tôi đó thì tài cán ra làm sao. Bảo không, Mã Siêu đó thì chỉ được bằng cỡ Trương Phi thôi, chứ làm sao bằng ngài được. Thì là Quan Công cầm cái thư đó đi khoe khắp người tất cả. Thưa quý khán giả, trong ngũ hổ tướng của thời Tam Quốc thì gồm có Quan Công, gồm có Hoàng Trung không ạ? Lão tướng Hoàng Trung, Triệu Tử Long, Trương Phi và Mã Siêu. Thì cái chi tiết vừa rồi của Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mới nêu lên cho thấy rằng cái tính mà hẹp hòi, hoặc là có chút ganh tị, hoặc là cũng có cái chút gọi là hay khoe mẽ của Quan Công là có thật. Mục giờ dạy ảo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa do Đinh Quang Thái phụ trách tuần này đến đây là chấm dứt. Chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện về nhân vật Quan Công trong lần phát hình kỳ tới. Xin kính chào quý khán giả Người Việt Online.